Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường lớn tỉnh ủy đã khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và 238 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng của hơn 42.000 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tỉnh Hà Giang. Khai mạc đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang khóa 16 Nguyễn Văn Trung nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn tỉnh Hà Giang đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. Nổi bật là công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động được tập trung thực hiện xuyên suốt, kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Kính thưa các vị đại biểu, trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác nữ công, công tác tài chính và hoạt động kiểm tra công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện, chất lượng được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì. Các hoạt động công đoàn đã thiết thực hiệu quả, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đóng góp vào quá trình xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh. Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ 16. Đồng thời, Đại hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Từ đó xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn tỉnh trong 5 năm tới, góp ý bổ sung, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam, bầu Ban chấp hành khóa 17 gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh và nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ 17 diễn ra hết ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về đại hội trong các chương trình thời sự sau. Trước đó vào tối 18 tháng 9, tại quảng trường 26 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong không khí vui mừng, phấn khởi, các diễn viên không chuyên là đoàn viên của các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi lao động sản xuất và những thành tựu trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước. Qua đó tạo khí thế sôi động, hào hứng, khẳng định niềm tin và tình cảm yêu mến, gắn bó của cán bộ đoàn viên với tổ chức công đoàn. Chương trình đã tạo sức lan tỏa rộng rãi tới đông đảo đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân hướng về Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ 17, tiến tới Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời phát huy phong trào nghệ thuật quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị.